thưa các anh chị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin được chia sẻ một số kỹ năng gọi điện thoại. Tôi hy vọng là sẽ góp phần vào sự thành công của các anh chị. Tôi rất thích câu nói của ông Ben Carbanazi, là giám đốc kênh hợp tác kinh doanh bảo hiểm ở ngân hàng. Ông thường nói, bạn hãy cứ chia sẻ, bởi trong chia sẻ sẽ không có ai đúng ai sai, mà quan trọng là từ đó sẽ cho bạn rất nhiều bài học quý giá. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một vài ví dụ mang tính chất minh họa, bởi trong thực tế đó anh chị, mình sẽ gặp rất nhiều các trường hợp khác nhau nữa và có rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tôi xin được lưu ý một số điều trước khi các anh chị gọi điện thoại. Thứ nhất là các anh chị khi mình gọi điện thoại thì mình cần có một cái thông tin khách hàng. Mình sẽ có một cái thông tin khách hàng đủ nhiều để các anh chị gọi, bởi vì là cái công việc của chúng ta là công việc mà luôn luôn phải gặp những điều từ chối. Nếu mà các anh chị có cái thông tin cuộc gọi ít quá thì khi mà mình bị từ chối rồi, mình cứ gọi được 10, có 10 cái thông tin, mình gọi 10 cái thông tin bị từ chối, lúc đó mình sẽ nản ngay. Mình không còn thông tin để gọi nữa. Và như vậy là các anh chị mình sẽ không có doanh số. Bên cạnh đó khi gọi thì mình sẽ có một cái cây viết để mình lưu lại những cái thông tin mà mình có được sau khi mà mình gọi cho khách hàng. Một cái nữa đó là cái notebook. Các anh chị có thể mình gắn ngay vô cái tờ thông tin này luôn nè anh chị. Nhiều khi mình sợ mình quên, mình sẽ gắn cái này vô đây luôn. Gắn cái này vô đây để một cái điều lưu ý rằng là cái cuộc gọi điện thoại này có những điều cần gì lưu ý. Cái kế nữa là mình trang bị cho mình một cái viết highlight, cái viết màu. Các anh chị mình sẽ đánh dấu lên đây những điều cần chú ý luôn. Bên cạnh đó là mình sẽ có cái giờ gọi á. Cái giờ gọi đối với khách hàng thì các anh chị mình lưu ý là mình không nên gọi quá sớm. Ví dụ như là 8 giờ sáng mình đã gọi điện thoại cho khách hàng rồi. Nếu mình đặt trường hợp mình là khách hàng thì sao? Mình mới mở mắt ra mình chưa làm gì hết, có một người ở đâu đó gọi đến nói toàn là những điều chết chóc không à. Đặc biệt là người Hoa thì mình thấy là họ cũng rất là dị ứng với chuyện này, nên nó theo Hoa cái giờ mà mình gọi điện thoại cho khách hàng tốt nhất á, buổi sáng là khoảng 9 giờ cho đến 11:30, buổi chiều thì là mình sẽ gọi là khoảng 14:30 tới 17 giờ. Mình cũng tránh cái giờ gọi buổi trưa, tại vì mình nghỉ trưa, khách hàng cũng nghỉ trưa, khách hàng đang ăn cơm chưa nuốt được miếng cơm mà phải nghe những chuyện về bảo hiểm, chắc chắn khách hàng cũng sẽ dị ứng và cuộc gọi của các bạn sẽ rất khó để mà thành công được. Cái kế nữa là mình cũng sẽ lưu ý là cái môi trường mình gọi điện thoại. Các anh chị mình gọi trong một cái môi trường mà nó ồn quá, mình nghe không rõ, khách hàng nghe cũng không rõ, như vậy là cái kết quả của cuộc gọi đó nó cũng rất khó thành công. Vì vậy mà cái môi trường mình gọi điện thoại á, càng yên tĩnh càng tốt. Rồi cái nữa là phải tập trung khi gọi. Mình thấy là có một số anh chị khi gọi mà rất là sao lãng. Tại vì mình gọi điện thoại cho khách hàng, khi mà mình không tập trung á, có thể là mình sẽ gọi lầm tên khách hàng, hoặc mình nghe không rõ thông tin khách hàng cung cấp cho mình, hoặc là những gì mình nói cho khách hàng rồi mình không nhớ, rồi khách hàng trả lời cái gì mình cũng không nhớ luôn. Đó là một số điều mà mình cần lưu ý trước khi gọi điện thoại. Và một điều hết sức là đặc biệt đó anh chị, mình được học cái chương trình là kỹ năng gọi điện thoại trước rồi đó. Các anh chị nên thuộc cái lời thoại, để khi mà các anh chị gọi cho khách hàng nó rất là tự nhiên, thoải mái. Đừng có vấp trong những câu nói đó, nó rất là ngân nga. Mình nghe mình còn mệt, huống chi là khách hàng. Một cái kế nữa là Hoa thích cái hình ảnh này lắm anh chị. Hình ảnh gương mặt cười. Wow, mình thật tuyệt vời. Đôi khi mình cũng tự thưởng cho mình bằng câu nói này đó anh chị. Tại vì á, cái công việc của mình là suốt ngày đi phục vụ khách hàng, lắng nghe, chia sẻ, thuyết phục, chịu đựng và chịu đựng anh chị. Đúng không ạ? Để tưởng thưởng cho mình và động viên mình đó anh chị, thì Hoa thường hay để cái hình wow, mình thật tuyệt vời ngay góc này. Để chi các anh chị đúng không? Để có những lúc mà Hoa thật sự mệt mỏi, bị khách hàng từ chối nhiều quá, Hoa nản quá, Hoa sẽ tự tưởng thưởng cho mình là wow, hôm nay mình tuyệt vời quá, khách hàng từ chối nhiều mà sao mình không thấy nản, cuộc đời vẫn đẹp sao. Đúng không ạ? Không có khách hàng này, các anh chị có khách hàng khác, không có việc gì phải lo lắng hết. Thì để cụ thể ví dụ như thế nào thì Hoa sẽ thử gọi một cái cuộc điện thoại mẫu cho anh chị coi qua nha. Dạ xin phép cho em hỏi đây có phải là số máy của anh Huy không ạ? Dạ chào anh Huy, em là Hoa, em gọi anh từ bên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hóc Môn ạ. Hiện nay bên ngân hàng đang có một dịch vụ mới, đó là dịch vụ tư vấn bảo hiểm nhân thọ qua bên ngân hàng. Xin phép em có thể trao đổi với anh khoảng 3 phút được không anh Huy?
Dạ anh Huy ơi, anh có nghe qua công ty bảo hiểm Nhân Thọ Prudential bao giờ chưa ạ? Nghe qua rồi hả anh? Chúc mừng anh nghe. Nhưng mà ủa anh ơi, anh biết cái chương trình bên bảo hiểm Nhân Thọ Prudential là qua đâu vậy anh? Qua người thân hay anh là khách hàng của Prudential rồi hay qua quảng cáo hả? Anh là khách hàng của Prudential rồi hả? Em chúc mừng anh nha. Anh đã tham gia, anh là một trong những khách hàng thân thiết của Prudential bên em đúng không? Anh tham gia được lâu chưa? Vậy hả? Anh ơi, tại sao có một số chương trình bảo hiểm mới nè, bên em hình như là chưa kịp giới thiệu với anh phải không? Thì hả? Nè, thì hôm nay em điện thoại cho anh nè. Hiện nay thì bên công ty Rudenso mới có một cái chương trình bảo hiểm mới, đó là dịch vụ có một sản phẩm bảo hiểm ba người chung một cái hợp đồng đó anh. Là bảo hiểm cho cha, cho mẹ và cho một người con nè. Thì không biết là trong tuần này nè anh Huy, thứ ba và thứ tư tuần này nè, buổi chiều thì không biết là em có thể gặp anh khoảng mấy giờ để gửi lại cái chương trình cho anh tư vấn lại nè. À anh Huy ơi, à như vậy hả anh? 4 giờ ngày thứ ba hả anh? Gặp tại đâu vậy anh? Dạ. À như vậy là mình sẽ gặp tại 37 Tôn Đức Thắng phải không anh? Dạ rồi, cảm ơn anh Huy nhiều vì đã tiếp chuyện với em. Dạ rồi, Hoa xin chào anh Huy nha. Các anh chị và các bạn là khi mà mình gọi điện thoại và mình cúp máy đó anh chị, là các anh chị mình cũng lưu ý nha. Tại vì nếu mà mình đừng có cúp một cái rụt như thế này là các anh chị ở bên kia người ta nghe mình rất mất rất lịch sự. Tại vì các anh chị mình cũng đã nhận rất là nhiều cái cuộc gọi đúng không ạ? Nếu ở bên kia cắt cái cục một cái, các anh chị phản ứng sao? Mình nghĩ như thế nào? Mình nghĩ như thế nào là khách hàng mình nghĩ như vậy đó. Đó và trước khi mình cúp máy đó các anh chị mình bấm cái nút tắt này trước này. Mình bấm ở đây trước. Nhưng mà mình cũng sẽ đợi là đợi khách hàng cúp máy trước rồi mình cúp máy, mình là cái người chủ động gọi điện thoại cho khách hàng anh chị ha. Mình sẽ bấm cái này nó tắt, sau đó các anh chị cũng cúp máy rất là nhẹ nhàng. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái điều lưu ý thứ hai đó anh chị, bởi vì là mình có một cái chìa khóa là cái bùa hộ mệnh của mình đó, là mình được liên kết với ngân hàng, mình khác đại lý ở chỗ đó đó anh chị. Vì vậy mà có một cái câu nói mà mình thường xuyên phải nói khi gọi điện thoại cho khách hàng, đó là mình gọi từ đâu, từ ngân hàng nào, chi nhánh nào anh chị nha, mình cũng phải lưu ý luôn để cho khách hàng biết là mình đang làm việc tại đó và các thông tin mình có được là mình có từ cái thông tin đó, từ cái ngân hàng này, thì cái lòng tin của khách hàng đối với mình nó sẽ cao hơn anh chị nha. Hoa xin chúc các anh chị thành công nha.